Thưa quý vị, sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức đánh giá tốt nghiệp các dự án ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao khóa 01 năm 2020 với sự tham dự của các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp tại Đà Nẵng cùng một số đơn vị đối tác của các dự án. Năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Công nghệ cao đã tiếp nhận 20 ý tưởng dự án khởi nghiệp đăng ký dự tuyển, qua sơ tuyển được 5 dự án. Và qua thi tuyển, Trung tâm đã tuyển chọn được 3 ý tưởng dự án để thực hiện ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Đó là dự án ứng dụng trợ lý ảo giao thông Caris, dự án tạo việc Angiavi, phát triển mô hình ứng dụng công nghệ cao và tạo sản phẩm giá trị gia tăng từ sinh khối tạo xoắn Prirulina, và dự án Vi sinh xứ Tiên, phát triển vi sinh vật bản địa ứng dụng trong sản xuất đất trồng. Tại buổi đánh giá tốt nghiệp hôm nay, các chuyên gia hội đồng đều đánh giá rất cao kết quả đạt được cũng như tiềm năng của các dự án. Để dự án ươm tạo trong khu công nghệ cao Đà Nẵng được tốt nghiệp thì chúng tôi đã thành lập một cái hội đồng chuyên gia để mà đánh giá dựa trên các cái tiêu chí như là các cái cơ sở pháp lý, các cái mô hình kinh doanh, yếu tố thị trường, sự định hướng phát triển sản phẩm. Bên cạnh đó thì các cái dự án này là phải đạt được cái số điểm là 85 trên 100 điểm từ các cái chuyên gia đánh giá, và các cái dự án này phải tham gia đầy đủ các cái nội dung của chương trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao mà chúng tôi đã được phổ biến, và các cái dự án phải được chấm điểm đạt trong cái quá trình ươm tạo tại khu công nghệ cao. Theo đó, những dự án đạt điểm đánh giá trên 85 điểm và đảm bảo các điều kiện xét tốt nghiệp sẽ được Ban Quản lý ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp và tổ chức buổi trao chứng nhận cho dự án. Sau khi tốt nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, đội ngũ chuyên gia cùng các đơn vị hữu quan sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ các dự án. Trung tâm này là một trong những cái thành tố để trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, và đây nơi đây thì cũng là nơi mà để ươm tạo những cái dự án, đặc biệt là những cái dự án về công nghệ cao. Chính vì vậy mà cái vai trò của nó là hết sức quan trọng. Sở cũng luôn luôn coi trọng và đẩy mạnh cái việc mà hỗ trợ đồng hành cùng các cái đơn vị, nhất là các cái trung tâm mà có chức năng ươm tạo để tạo ra những cái dự án về công nghệ, và nhất là cái công nghệ cao, để đảm bảo sao mà chúng ta phát triển theo đúng mục tiêu của nghị quyết đại hội 22 của thành phố vừa đặt ra. Đó là trong cái thời gian tới chúng ta sẽ phải phát triển là 200 cái dự án về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 100 cái doanh nghiệp khoa học công nghệ. Cũng theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, hiện cả 3 dự án đều đã kêu gọi được các nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư về tài chính, xây dựng nhà máy để sản xuất và kết nối thị trường để dự án đi xa hơn. Ngoài 3 dự án ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao khóa 01 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Công nghệ cao cũng vừa tuyển chọn được 4 dự án ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao khóa 02 năm 2021, được chuyên gia hội đồng tuyển chọn đánh giá là rất tiềm năng.